Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một video clip phần 2 của bài giọt lệ đại trang. Cái phần 1 thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách finger, đàn finger của bài giọt lệ đại trang với cái điệu bolero, rumba, tông la thứ, cái cách đánh finger thai. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp tục phần 2 là phần điệp khúc. Thì clip trước thì mình đã chia sẻ là các bạn từ đoạn phân khúc, đoạn đầu cho đến tới hết điệp khúc là mình sẽ dừng lại clip trước rồi, tại vì clip nó dài quá. Bây giờ mình tiếp tục chia sẻ phần 2 nha, phần 2 là điệp khúc nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào bài luôn. Cái đoạn đầu thì đến điệp khúc nó có một câu là có câu báo nè. Đó. La thứ nè, la rải. Dây mi 1 nó la và bass dây số 5. Rải xuống, chát rơi. Rơi thứ chúng ta đánh dây 4, dây 2 một lúc. Chát đô si là gì, năm buông là nốt là và nốt la là gì, ba ngang hai là đã xuống. Và trước khi vào điệp khúc thì mình có một câu lít chạy vào ha, là si đô đê mi sơ la, vô đây là nốt là ngay gặp là chính là cái lời là rồi đó, là nốt là rồi. Một hôm tôi gặp nàng là đô đô son la, thì mình sẽ vừa đánh độc tấu vừa đánh lời vừa điểm cái điệu ha, kèm tiếng bass vào luôn nha. Si do re mi sol la si do, la si do re mi sol la si do, chuyển cái tay của thế bấm la thứ ở ba ngang đầu, kết nối xong chuyển vô nhanh liền để bấm cái thế la thứ ở ngang năm nè ha, là nè, là dây một là nốt la chính của cái giai điệu và cái bass dây năm buông ra ha. Lúc thì qua điệp khúc thì chúng ta sẽ có cái cách đánh bolero khác cái phần phiên khúc đầu tiên. Phiên khúc đầu tiên là chúng ta sẽ đánh như này. Đó. Ngày xưa ai là ngọc cành vàng. Đó, cái cách đánh như thế này nha. 5 3 2 1 chát, 5 chát, 6 chát, 5. Đó thì cái cách đánh điệp khúc thì nó sẽ khác. Bum 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 chát bum chát bum chát bum. Rồi điệp khúc nè, bum chát. À rồi một hôm tôi gặp nàng, sẽ quẹt chả kèm theo bát luôn ha. Chát bum 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 chát 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 bum chát bum bum chát 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 bum. Hoặc là các bạn sẽ quạt dồn nhịp vô khi nào, khi chúng ta nghỉ một ô nhịp mà chuyển đoạn qua, chuyển qua một lời khác. Rồi một hôm tôi gặp nàng, rồi một hôm tôi gặp nàng, đem tiếng hát cùng nàng quên niềm yêu lại. Và ở đây mình không sử dụng cách này, tại cách này là mình phải vừa, đây là cách dùng điểm thôi, nhưng khi sử dụng cách finger thì chúng ta sử dụng cái bass đó ha. À, thì cái chát ha, chúng ta vô bài nha, nói qua nè, cái câu lít bass đi, câu lít đi qua điệp khúc nha. Chát rơi chát đô si la đại, la si đô rê mi sô la si đô la chát. À chát thì các bạn đánh bằng cái móng nè, móng tay, móng trỏ nè. Đó.
la đô đô son la. Nhớ là bát la nha, vì một là cái nốt chính và cái bát phụ dây năm kèm theo. La đô đô son la chát mi la la mi. Mi thì chúng ta sẽ đánh hai dây, dây một, dây hai là mi, nốt mi và dây năm ngăn bảy là cũng là bass mi luôn ha. Rồi này mi nè, hai nè, làm lại nha. La chát la đô đô son la chát mi la la mi mi la la mi. Đã chưa mi rồi đây rồi thứ rồi đó. Mi la la mi la la mi rồi, làm lại nha. Mi la mi la la mi mi la la mi. Đó, nên mi là chúng ta mới bỏ bát vô. Mi và xuống đời thứ rơi. Rơi bát 4, dây 4 dây 2 là hai nốt bát ha, à, bát. Nè, cái nốt rơi. Cái giai điệu chính của nó là nốt rơi. Chát phải đánh một cái chát sau khi đánh tiếp. Mi đó rơi chát mi. À, chúng ta bấm nốt pha nè. Chúng ta dở ngón trỏ ra là nốt mi nè. Mi đô rơi rơi chát mi mi đô rơi rơi mi. À, mi thì là dây dây năm thì bát la và dây một nốt mi một lúc tay trái bấm vô hợp là thứ. Rồi chỗ này nó nghỉ bốn nhịp. À, với niềm yêu lai lan hai ba bốn. Chỗ này mình nghĩ bốn nhịp thì mình sẽ điểm như thế nào? Một hai ba bốn và nhưng và nó si là giai điệu là nó si là nhưng đó. Thì chúng ta sẽ nghĩ bốn nhịp này chúng ta sẽ điểm hai ba mình quẹt cách thứ nhất. Cha 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 à mi cha 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 qua liền cha 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 đó cha 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 chuyển tay qua mi bắt là hai lần chát à một hai cha 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 à lên xuống lên 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 xuống lên chuyển qua cái nốt C. Thì cách thứ nhất là mình sẽ dùng quẹt, còn không cách thứ hai là mình sẽ dùng bass nó ha. Mi 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 và bass là ha. Cha bum 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 cha 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 cha. Cha bum bum bum. Cha 6 5 5. Sáu năm năm chát 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 chuyển qua C. Đó, hai cách đó các bạn cũng đánh cái tạo lượng nha. Theo mình thì mình chỉ làm cách phá bát nó hay hơn. Rồi chuyển qua đây thì ngay đây là hợp âm son trưởng ở son 7, nhưng mà mình đánh nó C thì hợp âm son nó bát son thì ở vị trí ở dây 6 ngăn 3, cho nên phải giãn cái tay ra. Đó. Sau đó thì mình sẽ si có nghe hai dây một lúc, dây 6 bát sòn ngăn 3 và nó si dây 1 ngăn 7. Dùng ngón út nè ha, ngón 4 nè, rồi ngón trỏ là ngón 1 nè, hai một lúc. Chuyển đưa tay dời son trưởng lên. À cái chát. Nhưng à nhưng chát chỗ đây nghỉ á. Nhưng than ôi quá bê bàng. Thì chúng ta sẽ đánh thế này. Nhớ nha, cái đây mình sẽ chuyển ra. Có hai cách, mình sẽ chia sẻ bằng hai cách rồi đó, hai cách điểm nghỉ bốn nhịp ha, chuyển qua
nhưng là âm son bảy son trưởng. Thang ôi quá bê bàn. À thì đánh này bát sòn dây sáu với dây một lúc rồi đưa tay dời son trưởng liền, đánh cái chát xuống, sau đó mình nhanh tay nữa là đi qua hợp âm mi bảy. Đây là thế bấm mi bảy ở ngăn bảy, dựa vào thế bấm la bảy các bạn tính tịnh tiếng kéo lên la bảy đây, thay vì không mà đánh ha. Rồi thì kéo lên thứ hai, đây la bảy thì đây là C7 thì chặn vô nè các bạn ha, C7 rồi đây đô 7 và đây là D7 rồi đây là mi 7 đấy. Thì cái thế đây cũng như vậy, từ khi thế son trưởng này chuyển tay qua liền kẹp vô, kẹp ngón trỏ chặn hết 6 giây thì đánh nó si. Cái si sau là có bát nha, si trước là không có bát. Rồi sau đó rưới là ngón út, mình đợi tư thế này thì sẵn út này là nó rơi đây. Nó rơi là ngăn ngăn 10 là ngăn 5, si ngăn 7, đô ngăn 8 và đây là ngăn rơi là ngăn 10 thì chúng ta có cái thế này. Bass ghi 4 là nó rơi luôn. Cái lúc đây là rơi la si son thì lúc này là hammer nè. Nhớ la si hammer liếng á thì kèm theo dây bass dây năm nha các bạn, sòn à giờ sòn ha, sòn sòn dây sáu dây một lúc là nó sòn á, bass sòn làm lại nha. Sơn trưởng là son chát, tiếp tục la đô đô la mi, la đô đô la mi. Đó. Bao tiếng hát cùng đàn á, la đô đô la mi, mi là mi bảy, mi mi si mi, mi là mi bảy đánh dây một với dây sáu một lúc, mi mi si mi 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 si là dây hai với dây năm một lúc, mi 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 si mi son thăng. Tới son thăng đây là mình ở dây bốn nè, son thăng dây một ngăn bốn son thăng cộng kèm theo dây bát dây bốn dây bốn ngăn sáu son à, son thang nè, son la si đó, đó la đô đô la mi mi si mi son thang la si là bấm vô mi bảy thế thứ nhất. Đấy rồi chúng ta sẽ ôm lại và nói một rồi nói cho rõ các bạn cái chỗ, những cái chỗ khó các bạn lưu ý nha. Cách thứ nhất, có hai cách điểm ngay chỗ nghỉ bốn nhịp ngay la thứ nè. À. Chát 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 chát. Đó, hoặc là chát bùm 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 chát chát chát. Qua son trưởng. Rồi, cách thứ hai các bạn, nếu các bạn không khó các bạn giãn tay ra thế này khó quá. Các bạn khi vô đây học âm mi bảy luôn nhớ nha, nha ví dụ là cha 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 đó si mi bảy si si đó
vô 17 luôn, không bấm vô hộp thế bấm ở đây nữa. À, đó là cách dễ hơn, chúng ta sẽ dùng 17 đây. Nhưng si chát si si đó, hai cách chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ tới tới đây 17 ha. La đô đô la mi mi si mi son, đó son hằng son la si. Ngay chỗ đây cũng chúng ta cũng có hai cách bấm 17, một là 17, 17 như thế này son la si. Đó, còn không là son la si về 17 đây nha, cũng có hai cách như chỗ đây nha. À, si 17 đây son la si cha 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 cha. Quay trở lại lặp lại giống như đoạn vừa rồi. Như vậy là chúng ta sử dụng 17 đây thì chúng ta sẽ điểm cha 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 rồi. À, nhìn hồi nãy là rồi nhìn đời thấy lắm phù phàng. À, 17 đây cha 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 cha, đời thấy lắm phù phàng. Lặp lại đoạn hồi nãy y như cũ ha. Còn cách thứ hai là các bạn không về 17 đây ha, không về 17 đây thì son la qua đây luôn 17 luôn. À, các bạn muốn về 17 đây các bạn đánh 4 nhịp nghỉ 2 3 4. Còn các bạn về 17 đây các bạn cũng đi như vậy luôn. Không có ở vị trí ở la thứ ở vang ăn đầu. À, mi đời mi đồ đời đời mi. Thì đoạn 2 mình sẽ dời đời mi đồ đời đời mi. Đó, đời 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 mi. Đánh mi vô dây 2 nè, vô ngăn 5 nè. Đánh nó mí nhưng mà bắt là nha. Chát bùm bùm bùm. Đó. Chát bùm 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 bùm. Đó, mình thay đổi. Hồi nãy mình la thứ đây đúng không? Đó, đây bây giờ mình vừa thay đổi. Mình thay đổi la thứ cho ngàn năm thì mi đồ đời đời mi. Như cũ, cách đây như cũ. La đô đô hòa, la đô đô hòa. À, nó khác nhau chỗ đây nào, nãy là la đô đô la mì, còn đây là la đô đô hòa. Dây 4 là nốt rời cùng nốt pha. Pha là ha, pha ngăn dây sa, dây 2 ngăn 6 á. Fa mi dời mi dời mi dây 1 dây 6 mi 7 chắc rơi đồ rơi mi đồ là mi chắc rơi đồ rơi mi đồ là rải chắc rơi rơi đồ si là. Làm xong cái phần 2 cho các bạn chia sẻ hướng dẫn khiêm cái phần điệp khúc rồi đó.
À, các bạn sẽ tập để ráp vô hoàn chỉnh một bài Finger Time để dòng nhạc bô đô tông la thứ áp dụng bài hát Giọt Lệ Đại Trang. Khi hết phần điệp khúc xong rồi thì mình sẽ dời lại phần đoạn cuối cùng, đoạn thứ ba. Con đâu mi la đâu lá ngọc cành vàng, nó giống như là mình làm clip trước rồi đó, y như cũ nha các bạn. Hết. Cái quan trọng là clip này mình sẽ chia sẻ các bạn cái phần điệp khúc là chính. Rồi các bạn sẽ tập điệp khúc xong rồi ráp lại đoạn 1 điệp khúc và đoạn 3. Đoạn cuối cùng nó giống như đoạn 1 đoạn đầu á, thì các bạn sẽ hoàn thành một bài Finger thay đọc tấu bài Giọt Lệ Đại Trang cho mình hướng dẫn. Chúc các bạn tập tốt và hoàn thành cái bài này tập ngon lành. Đợi sau này chúng ta sẽ lấy cái nền tảng cơ bản này mà học tiếp theo những bài nào mình cảm thấy mình thích thì mình cứ tự tập. Rồi, mình sẽ dừng clip tại đây. Hẹn gặp các bạn một clip tiếp theo nha. Các bạn nào chưa ủng hộ kênh mình, chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi kênh mình, để mà có những cái gì mà cần học tập, cần đổi mới, cần tiến bộ thì các bạn cứ học, nghiên cứu thêm. Rồi, mình chúc các bạn nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống nha. Chào các bạn.